Hello, chào mọi người nha. Thì hôm nay mình ra một clip mình quay cho các bạn xem. Cái mình bị thay nước cá quá nhiều, nó cá nó bị chết cho các bạn. Cái tình trạng mà cá nó bị sốc nước nó chết là tình trạng đó nó xảy ra cái trong quá trình các bạn nuôi cá. Thì mình ngày hôm nay mình có một cái video mình muốn nói với các bạn là mình nhỡ tay mình thay nước quá nhiều, cái bầy cá nó chết và cái hiện tượng chết nó như thế nào, thì bắt đầu mình sẽ quay cho các bạn xem cái bầy cá cao xạ của mình nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem, đây là cái bầy cá cao xạ của mình. Rồi, nó bị sốc nước, nó bị sốc nước các bạn. Đấy, có còn có một con hai con nó sống rồi. Bữa mình cũng đã quay cho các bạn trong quá trình video trước mình đã nói với các bạn là con cá nó ba ngừa rồi nè các bạn. Thì mình không ngờ là thì mình tìm hiểu ra nguyên nhân thì nó bị sốc nước nha các bạn. Sốc nước rồi mà nó chết thê thảm luôn, nó chết hết nguyên bầy cá của mình luôn. Đây, quay cận cảnh cận xem còn sống sót được một vài con hơn. Và cái bì san hô đây mình đỡ cho nó có tăng cái độ pH này các bạn. Đấy, thấy các bạn thấy tai hại không? Các mình buông cá thì mình cũng nói với bạn là không phải dễ. Đấy, thì ngày hôm nay mình cũng có về thêm một ít ung tiên ba màu rồi các bạn. Đấy, mấy cá này thì mình bán giá hương nghệ thôi. Đây là cái cát xanh mà mọi người, mình có về thêm cá cái sọc ngựa cho các bạn, sọc ngựa canh tiêu. Đây là cá bảy màu nha các bạn. Đấy, mình quay cho các bạn xem. Cá bảy màu này nó cũng hay bị sốc nước đó, cho các bạn chú ý. Cá này thấy vậy nhưng mà nó khó nuôi nha các bạn, không phải là dễ. Đây, cá ông Phương đây. Đấy, chết cho mình vương bài này là mình có mớ tiền hay đơn giản không? Cái này cá này cũng mất tiền không? Cái cao xạ cá này có mình có ra những clip trước mình quay cho bạn xem cái cá con mồi á. Sao tí? À, đang ra clip này. Đây, cá bảy màu. Cá đỏ sông kiếm nha, cá đỏ hai kiếm không phải một kiếm các bạn. Các bạn thích rùa thì rùa các bạn luôn. Đây, mình còn có la hán nữa. Đây là cái panda, thấy không bạn, chết thôi thảm. Rồi, clip mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý là các bạn tránh cái tình trạng sốc nước cá nha. Bạn thay nước, bạn lưu ý chết hơn như mình luôn. Đây, nó cứ ngáp ngáp cho nó thật sắc này, nó chưa chết thì nó cứ ngáp ngáp cho nó. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha.